Shop SonyTV.com, shop bán nét Liên Quân, nét Free Fire, uy tín giá rẻ. Ra mắt các vòng quay, các trò chơi cực kỳ hấp dẫn, nhận lên đến hàng nghìn quân huy. Các mục thưởng vận may Liên Quân, nhận nét cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận quân huy free. Nhanh tay truy cập shop SonyTV.com nha. Viện Momo.com, website chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trả thưởng trong vòng 5 giây, giao dịch tự động 24/7. Các phần quà hàng tuần hàng tháng cực kỳ hấp dẫn. Truy cập ngay kiếm momo.com để chơi anh em nhé. I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Linh Sói, xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe và niềm vui khi xem clip này của mình nha. Ngày hôm nay mình lại cầm vị tướng Hayate đi lên đồng nha các bạn ơi. Hayate này nó không đi rừng được, cho nên là mình phải đi lên đồng. Cái sự tích là mình vừa mới livestream xong thì mình đi lên rừng các bạn, vẫn cho đó mình thua sắp mặt luôn. Cho nên là thôi, hãy cầm Hayate đi lên đồng nha, đừng có đi rừng các bạn ơi. Rồi, đó các bạn thấy không, trời ơi đầu game mạnh cực kỳ luôn. Tới công chuyện với thằng Lavi nè, thằng Lavi mà nó không về là mình chấp nhận là mình ăn thua đủ với Lavi luôn nè. Trời ơi các bạn thấy không, rồi xong Lavi rồi. Thấy chưa các bạn, ở đầu game thì ăn chiến công đầu rất là dễ luôn, xong Lavi luôn ha. Giờ về biến về thôi, mấy thằng kia lên á súc múc xà mồi cho mình. Ê thằng Na kìa các bạn ơi, à thấy thằng Na đi tìm mình không? May quá mình trốn bụi, mình trốn bụi kịp thời ha, mình trốn bụi đó nó không ngờ đến à. Ok rồi, bây giờ chắc có lẽ là làm gì tiếp theo các bạn, đi ra lượng farm thôi chứ giờ làm gì giờ. Thằng Na nó là đi cướp rừng các bạn ơi, nhưng mà hình như là nó phải chạy rồi ha, không cần phải truy đuổi đâu các bạn, bởi vì giờ mình muốn đuổi không đuổi được, tại giờ hết chiêu rồi, không còn chiêu gì để đuổi trơn. Mà các bạn nên nhớ là hai GT cũng xài nội năng nha, nhưng mà nó xài nội năng tự hồi chứ không phải là xài nội năng kiểu bùa xanh là nó hồi nhanh hơn, không có nha các bạn ơi. Cho nên hai GT cầm bùa xanh nó không có tác dụng gì trơn, ngoại trừ là nó giảm cái thời gian hồi chiêu ra thôi ha. Cho nên là các bạn nào mà ăn con bùa xanh, KS bùa xanh của đồng đội thì hạn chế nha, nhưng mà kinh ra bùa xanh của đối phương thì được. Nhưng mà thôi đứng đợi đây tí các bạn, đứng đợi tí, không phải đợi bùa xanh đâu, mình đợi Na đó, mình đợi Na đó các bạn ơi. Na ơi, tụi mày đâu rồi? Ôi nó mất tích luôn rồi các bạn ơi, không thấy nó đâu luôn, còn Lobby nó cũng không thèm lên luôn. Ôi người ta nói đợi chờ là hạnh phúc mà nãy giờ đợi hơi lâu rồi nha, hạnh phúc hơi bị thừa đó. Ok chắc ăn rồng thôi các bạn ơi, trời ơi thời gian này mình nhà bao việc biết đâu được, không nhà bao việc còn bao nhiêu thứ là để làm luôn. Thì thôi núp đợi đó, đợi Na không biết, mà Na lên không biết có ăn được Na không, khi mà chúng ta không có bùa làm chậm thì làm sao đây. Mà mình hỏi thật các bạn ha, các bạn có thấy là cái đường dưới rồng của mình á, nó có nhộn nhịp không? Mình cảm giác là nó hơi bị sơn tụ á, bởi thằng A Thu á các bạn, nên gọi là A Thết hay A Thu gì đó. Cái thằng này nó không ngán bố con nào hết trơn, nó gặp là nó phang thẳng mặt à. Biết mình biết là nó trâu rồi đó, nhưng mà nó cũng phải sợ chứ. Ờ, con chim em nuôi các bác ơi, con chim em nuôi nha, con chim em nuôi cho nên là chỉ có quyền em mới được ăn thịt con chim đó thôi. Các bác đừng có đánh con chim, tội nghiệp con chim ha. Rồi ok, chắc có lẽ là mình phải thủ trụ một mình rồi các bạn ơi. Sau khi mà đánh nhau quằn xà lằn quằn thì thằng Nga Thết nó quyết định là nó bỏ lane luôn rồi. Nó đi lên con tà thần rồi các bạn. Để là mình ở đây không biết sao, lát sao con Nam nó găng mình á là coi như là 3-1 là không trọt cũng què luôn á, là coi như là mình xong đời luôn các bạn ơi. Tình huống này chắc có lẽ là mình thấy là thằng Nga nó đi cướp bùa đỏ xong rồi nè. Rồi thằng Lavi nó sẽ lên farm lính nè các bạn ơi. Nhưng mà mình đợi nó lên farm cao một xíu nha. Chứ farm ở đây nó chạy về trụ vẫn được, nhưng mà thằng này nó khôn quá các bạn, nó không chịu lên farm luôn. Thôi thì cổ máu nó một xíu. Ê mà bạn có thấy gì không, con Lidina nó đây chạy xuống nè, đây là các bạn vừa thấy cái pha gì không, các bạn có thấy pha nãy không? Chứ pha nãy là mình thấy là nếu mà mình đi bộ lên mình đánh thường con Lidina nó cũng chết rồi đó, mà tự nhiên cái mình tốn luôn chiêu cuối, mình tốn luôn cái tóc biến các bạn. Không biết đâu, mình tưởng vậy là ngầu, mình thấy mấy thằng rồ player, mấy người rồ player thường thường chơi vậy đó các bạn, ăn lính thôi mà cũng tóc biến rồi bảo phi tiêu rồi các kiểu, cho nên mình tưởng vậy nó ngầu, cho nên mình làm thử xem sao, nhưng mà có vẻ nó không được ngầu cho lắm các bạn ha. Tự nhiên tốn đi cái tóc biến, cái tốn luôn cái chiêu cuối, mà cuối cùng thằng Lidiana mình vẫn không ăn được mạng. Ok chắc có lẽ là bỏ qua pha đó nha các bạn ơi, bỏ qua pha đó nha. Thì trong trận đấu ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục cầm tóc biến nha, trận đấu sau mình cầm thanh tẩy cho các bạn.
Tại vì có nhiều bạn nói là ừ, tôi cầm tóc biến lâu rồi, cầm tóc biến nhiều rồi, hiện nay đổi lại cầm thanh tẩy, cầm thép hay trừng trị hay là cái kiểu rồi ngất ngư rồi các kiểu ha, Hayate mà găng cao thủ mà các bạn cầm ngất ngư rồi cầm thép rồi các kiểu thì uy tín các bạn liệu nó có bền lâu hay không thì các bạn tự hiểu ha. Và số là hồi nãy em cũng đi live stream với các bạn, hồi nãy em cũng live stream, em cũng cầm bắt chước mọi người cầm cái gọi là cái trừng trị á các bạn, cầm cái trừng trị đi rừng mạnh mạnh lắm, nhưng mà con quái rừng nó mạnh hơn em các bạn ơi. Nào nội nam không làm gì không biết nữa. Ôi xém nữa là tí rồi ha, tí nữa là lên bụi với ổng rồi ha, tí nữa là ổng lên bụi với mình rồi ha. Tại vì nãy mình bị hất tung các bạn, mình không có chiêu cuối chứ mình pha đó là mình chiêu cuối lên là xong rồi. Rồi tim bạn yếu máu rồi, trụ băng ngựa đi trụ ơi, ăn hai mạng luôn, ăn hai mạng luôn, ăn lẹ không. Nó không ăn thì mình ăn các bạn, nó không ăn thì mình ăn chứ đi sao giờ. Pha đó là pha đó thực sự ra là mình không có đến hỗ trợ, mình gọi là mình không có đến ăn mạng đâu, mình chỉ lên hỗ trợ thôi. Nhưng mà hình như đam mình nó cao hơn cho nên là mình cứ tất mạng được hai bạn. Còn thằng kia nó băng ra không được cho nên nó chết rồi các bạn. Hơi tội nghiệp một xíu nhưng mà thôi kệ ha. Thôi kệ, miễn sao thằng bên kia nó chết là được rồi đúng không các bạn? Ok, và các bạn ơi, thì hiện tại là mình cũng có một cái những cái công việc của mình á, mình cũng tạm thời thu xếp được rồi, cho nên là sắp tới mình cũng sẽ live stream nha. Trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 4 giờ chiều mỗi ngày, các bạn nào mà rảnh trên khung giờ này á thì lên live stream để chơi chung với mình nha. Và trên live stream á thì mình sẽ đánh chung với các bạn thôi chứ mình không có đánh một mình, tại vì đánh một mình cảm giác là đánh một mình thì thôi mình chắc cũng không có live stream làm gì. Nhưng mà lên live stream thì đánh chung với các bạn, một phần là các bạn biết sao, một phần lại lên live stream giao lưu với các bạn nha, phần thứ hai là các bạn gánh mình chứ thật ra mình đánh chung không có ai gánh hết các bạn ơi. Ok, giờ đập nhà nó xong rồi chạy nha các bạn ơi, tại vì ở lại là nó đánh cho thấy bà nội luôn. Cho nên là tôi chạy về đây tha cho em đi mấy anh ơi. Thật sự ra là em chỉ mới có đập cái trụ thôi chứ có làm cái gì đâu. Ơi, bạn A Thơ lên rồi nha. Và đây chính là một bài toán 1 cần 2 đó các bạn ơi. Lobby nó bắn lan cho nên là thôi mình không có dám vô đâu. Cho nên là ở ngoài thôi. Thằng nào lên cao giống kiểu là bắn thằng Toro thôi. Rồi, thằng Lobby chết rồi thì thằng Toro nó chạy làm sao được nữa các bạn ơi. Trâu thì đập lâu nó cũng chết mà thôi. Và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Hayate. 4-0 rồi các bạn ơi. Thời điểm hiện tại mình cũng đang khá là xanh nha. Các bạn có nhìn thấy hiệu ứng biến về của mình không? Mình cảm giác là cái hiệu ứng biến về này nó hơi bị men lì luôn đó. Bạn nào có cảm thấy men lì không? Các bạn nào mà cảm thấy men lì thì nhớ để lại cho mình bình luận nha. Ok, và bạn ơi, các bạn ơi, bạn nào mà xem đến video đợt này rồi á thì nhớ để lại cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình làm clip tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ đây hình như là team bạn không có ra đép đường này nữa các bạn ơi. Nếu mà không ra đép thì chắc có lẽ là mình đẩy thẳng luôn nha. Không biết là giờ team bạn đi đâu hết rồi không biết nữa. Đầu tiên cái bây giờ để lại cho mình cái một cái đường lính với lại những cái con lính này. Mà các bạn yên tâm đi, những cái con lính này mình ao nhay rất là tốt luôn á. Ok, và chắc chắn là rồi mình lấy được cái trụ 2 ở khu vực đường đồng này rồi nha. Tiếp theo chắc có lẽ là ăn luôn bùa xanh của team bạn nha. Không biết là bạn Na có ăn bùa xanh hay không nữa. Thôi thì chắc có lẽ là mình lên mượn tạm bùa xanh tí mình trả nha các bạn ơi. Bạn nào vào thì chắc có lẽ là muộn quá rồi, làm sao mà lấy được là bùa xanh từ tim mình đây, từ tay của mình đây. Mặc dù biết là ăn bùa xanh mình không có lợi dân nhưng mà mình cứ thích ăn bùa xanh của tim bạn như vậy á các bạn. Ok, và một tình huống băng vào, có được mạng của Lidiana nữa rồi. Đây là trâu đập lâu thì cũng phải chết mà thôi, đó là double kill rất cực kỳ ngon nha. Và cái trụ nó chỉ còn khoảng tầm 1000 máu mà thôi, đèn lính tiếp theo sẽ là cái trụ nó không còn nữa. Và ở vị trí của Lavi thì rõ ràng Lavi cũng không dám lên cao trong tình huống này rồi các bạn ơi. Tỷ số của chúng ta nó đang là 6-0 nha. Cái Kadia nó rất là tuyệt vời. Hình như chúng ta thấy là cái đạn thần quang của Lavi thì phải. Nhưng mà như nó bắn trong trường hợp này không biết là bắn chỉ là để thị huy hay sao á. Bắn xong rồi không dám lao lên thì rõ ràng nó chỉ là để thị huy ha. Thị huy, xin lỗi các bạn nha. Mình đang gặp vấn đề về một xíu về cái gọi là lỗi chính tả các bạn. Ok, và trong trường hợp này thì chắc có lẽ là mình sẽ đam luôn bạn Trâu thôi nào. Trâu sử dụng cho mình cái chiêu cuối rồi. Và có vẻ cái trụ này cũng không còn nữa rồi. Và các bạn ơi, team bạn đang tràn lên, buộc phải sử dụng tóc biến để đời đi. Thì đó là trong những cái tình huống bắt buộc mà thôi. Và đó chính là Amelie nha. Amelie thì có cho mình cái trạng thái chiêu cuối rồi. Hình như nó là
cuồng bạo cướp thì phải, mình nhớ hình như là cuồng bạo cướp thì phải. Và khi mà AMD có được cái trạng thái này thì các bạn có thể né ra một xíu nha. Chính xác là các bạn né ra một xíu, tại vì lúc này AMD sẽ được cường hóa về cái mặt sát thương cũng như là cái khả năng miễn thương nữa. Cho nên là tốt nhất là trong khoảng thời gian này thì các bạn nên né đi, đợi mà AMD hết chiêu cuối rồi các bạn hãy băng vào thì đó là cách tốt nhất nha. Và nãy giờ các bạn có để ý không? Tức là mình di chuyển xuống lan đồng thì team bạn sẽ di chuyển lên lan tà thần. Còn khi mà mình di chuyển lên lan tà thần thì team bạn lại di chuyển xuống team đồng. Và đồng đội của mình cũng vậy. Nói chung là mình đi đâu là đánh nhau ở khu vực ngược lại các bạn. Cho nên nó khá là cay. Chủ yếu là Hayat thích đánh nhau, mà Hayat đi farm lính như thế này đây á, farm lính rồi giàu rồi, team bạn sao đỡ được đúng không? Đánh nhau thì mới có chết, mới có này nọ thì team bạn mới bắt đầu nó mới xanh lên được chứ. Tại vì mạng bây giờ là mạng mình 7-0 rồi, mạng của mình xích đao nó cũng khá là nhiều tiền đó các bạn. Mà team bạn không có hạ gục được mình mà để cho mình farm như thế này đây thì làm sao mà team bạn có thể lật kèo được đây. Ok, và chắc có lẽ là bạn Na đang chơi một cái trò chơi nó tương đối là mạo hiểm khi mà anh ta đang nhấp nhả cùng với lại vị trí của Iri nha. Ok, và đây là bảo tiêu rồi, xong bạn Na rồi các bạn ơi. Trụ cũng không còn nữa, nhưng đó là đòn đánh của tinh linh mà chúng ta có được điểm hạ gục đến từ vị trí của Narok nha. Và trong thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là chúng ta đang ép đường so với đội hình của team bạn rồi. Cái trụ 2 ở khu vực đường tà thần này cũng không còn nữa rồi. Và có vẻ như team bạn chỉ còn lại mỗi một mình 3 trụ mà thôi. Và khi mà đàn lính này tràn lên ở khu vực 3 trụ thì team bạn có thể đếp trụ được hay không đây? Đây là một bài toán khó nha. Rất khó khi mà team ta có một vị trí, đó chính là vị trí của Yuge, một trong những vị tướng có khả năng cấu máu cực kỳ sợ ở một khoảng cách rất là xa. Quay trở lại với trận đấu này thôi các bạn ơi. Cái trụ ở khu vực giữa nhanh chóng bị các thành viên của chúng ta bào đi, và đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho đội hình của chúng ta, team bạn vẫn chưa có động thái nào có thể đép trụ được cả. Tiếp theo sẽ là cái trụ ở khu vực đường trên. Đàn lính này vẫn đang được tràn lên, có một số động thái đép trụ đến từ vị trí của Toro. Bò húng, đó là đại địa chấn của Toro, suy nhược được kích hoạt nhưng bị bao vây bởi 4 thành viên truy ngựa, vút ngựa tri phong đến từ vị trí của Volcat, và Toro buộc phải gục ngã trong tình huống này rồi. Tiếp theo đó chính là ai đây? Lavi cũng không còn mạng nữa rồi, anh ta đã lên bảng điểm số từ những đợt giao tranh lần trước rồi nha. Và có lẽ như trận đấu ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nha. Ôi, kết thúc game đi các bạn ơi. Mình lỡ chào rồi, kết thúc game đi chứ. Kết thúc game đi chứ. Rồi luôn, vẫn chưa kết thúc game luôn các bạn ơi. Chắc vậy nói tiếp nha. Vậy chắc có lẽ là phải bình luận tiếp rồi các bạn ơi. Thật ra thì cũng không biết nói gì rồi, nhưng mà team mình không chịu win. Có lẽ hồi nãy là đẩy nhà đập nhà là cũng win rồi đó, đừng có trách team mình, nhưng bản thân mình cũng chưa gọi là hồi nãy cũng hơi ham mạng các bạn, hơi ham mạng chứ không là đập nhà là win rồi ha. Cái này gọi là cái gì ta, cái này bên Liên Quân người ta gọi là gì, nhây, đúng rồi, người ta gọi là nhây các bạn. Ok, và chắc có lẽ là lên tiếp tục công cuộc đẩy cái trụ thứ ba, đường lính siêu cấp thứ ba này các bạn ơi. Và chúng ta đã soạn thành công cho mình cái liềm nha. Nhiều bạn không biết về vấn đề này, nếu mà nhiều bạn mạnh gọi là nhanh tay á thì các bạn có thể đổi cái món giáp hộ mệnh sang liềm lúc mà cái thời gian mà các bạn bị gục ngã, bị hạ gục ấy. Lúc trước thì đơn giản hơn là các bạn chỉ cần vào cái shop đồ bấm cái chữ soạn đồ là các bạn có thể đổi sang liềm được rồi. Các bạn bán giáp hồi sinh là các bạn có được cái gợi ý, sau đó các bạn bấm vào là đổi được rồi. Tuy nhiên bây giờ thì hình như là sau khi bạn chết á thì cái đó nó cũng bị mất đi nha. Cho nên là bạn nào mà muốn bán đồ và mua liềm á thì tốt nhất là các bạn nên soạn theo cách của mình nha. Cái cách của mình á, các bạn có thể soạn được rất là nhiều đồ, cho nên là các bạn hãy sử dụng cái cách này nó sẽ ưu hiệu hơn. Còn cái cách cũ là bấm vô cái chữ soạn đồ trong shop á thì có vẻ như nó cũng không còn nữa rồi các bạn ơi. Ok, và có lẽ như chúng ta cũng đã full trang bị rồi, giáp hồi sinh cũng đã được lên rồi nha. Chúng ta còn dư 400 tiền, và như là 400 tiền thì vẫn chưa lên được cái liềm đâu nha. Con xe này vẫn còn, mà có vẻ như chúng ta một mình đẩy trụ nữa rồi. Trong bán đấu ngày hôm nay thật sự là rất là buồn luôn các bạn ơi. Chỉ một mình ta với ta và đẩy trụ mà thôi. Đường lính siêu cấp thứ 3 của đội bạn đã không còn nữa rồi. Và đó chính là vị trí của Liena. Có vẻ như người ta không chống cự nữa luôn. Na thì không còn chiêu lướt nữa nha. Lướt về nhà đó là phương án chính xác, nhưng không, anh ta quay trở lại và chịu sát thương rồi. Tóc biến trở ra vẫn tiếp tục truy đuổi vào người của Amelie. Amelie có cho mình đi chiêu cuối không à? Không có chiêu cuối, và anh ta cũng sử dụng cho mình phép bộ trợ tóc biến rồi. Và có vẻ như trận đấu của ngày hôm nay thôi mà từ các bạn ơi. Thôi mà, trời ơi, ăn hiếp thằng nhỏ vậy, băng tế đàn, tội nghiệp thằng nhỏ quá các bạn ơi.
Ok, và chắc có lẽ là trận đấu ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nha. Bye bye.